đừng quên nhấn like và sub cho mèo với cả team của mèo nha. Xin chào đầu của mèo và cả team của mèo, thì mèo sẽ để dưới phần mô tả, dưới phần bình luận game cũng sẽ có và cuối clip cũng sẽ có nha mọi người. Và cuối cùng là mọi người đừng quên nhấn vào cái chuông để có thể nhận những video mới nhất từ channel của mèo nha. Bây giờ thì chúc mọi người xem clip vui vẻ. Ta-da! Ôi sáng giờ đi chơi mệt quá, thôi ngồi đây chờ ông Bút ông mua nước lại mới được. Ôi trời ơi, nắng muốn chết luôn. Ông Bút ông nói đi mua nước không chạy đâu rồi ta. Thiệt tình luôn, chờ ông lâu quá chừng luôn à. Ô, bây giờ ta giờ là mấy giờ? À, cái này là cái cây chuối. Mẹ ơi, mèo ơi. Mèo ơi. Mẹ, trời ơi, ông đi mua nước gì lâu vậy mẹ hả? Mẹ ơi. Ê, hết. Lộn. Làm gì biết chạy. Mèo ơi, nghe nè. Phát đi mới gọi điện nè. Gì hả? Nè. Bông mai. Rồi, alo Phát đi. Alo. Anh đến hút hả? Ừ, anh đến hút với mèo nè. À. Em bị Slenderman bắt cóc rồi. Trời đất. Slenderman bắt cóc nó rồi, thằng bắt dạy đó bắt cóc mèo, mày bắt cóc Phát đi rồi. Em đang đâu mà cần sắp điện thoại vậy em? Em đang ở trên thiên đàng nè. Trời đất, nó chết rồi. Lên em giết nó rồi. Không có. Thiên đàng này, thiên đàng kỳ lắm, tự nhiên có đường bắt lên nữa. Ủa, đường bắt lên nữa hả? Vậy là thằng Slenderman nó bắt cóc được thiên đàng luôn hả em? Lại đây cứu, giải cứu em lại đi. Ủa, mà ở đâu? Em nhìn thấy không? Ở thiên đàng ở đâu? Em nhìn ở trên thiên đàng xuống thì thấy hình như là cái nhà trắng, ở sau lưng cái nhà trắng mà kế bên cái công viên á. Sao vậy? Giờ gì quá rồi? Giờ phiêu lưu không? Công viên giờ phiêu lưu đúng rồi, giờ phiêu lưu á. Công viên giờ phiêu lưu á. Giờ phiêu lưu mà có tưởng có phiên nó cầm cái kiếm vậy hả đúng không? Đúng rồi. Anh đi chỗ đó rồi, chờ xíu nghe. Đợi anh với mèo đi chơi hết ngày hôm nay. Lại đi. Trời đi, kỳ vậy. Thôi anh quên, anh tới liền. Tới liền. Ráng cầm cự nha. Thôi đi chơi nè mèo ơi, kệ Phát đi, tụi mèo đi chơi nè. Hôm nay mèo hẹn tôi đi chơi với hẹn đi cứu Phát Vi đâu, thôi kệ. Thôi đi cứu đi, tội nghiệp đó. Ok, được rồi, để tôi định vị cái... nãy giờ tôi quên nói ha. Tôi có định vị vô điện thoại Phát Vi mà tại nhiên cái hỏi nó vị trí ở đâu, tào lao. Đúng rồi, tào lao thiệt. Hình như là để tôi coi định vị rồi. À, tít. Ê, chết cha mèo ơi. Gì? Phát Vi nó tắt Bluetooth định vị rồi. Trời ơi, sao nó nghĩ sao nó ngu vậy? Ok, chắc nó chơi game á, chắc nó đang chơi game. Chơi game gì ai biết đâu, thôi kệ, tôi biết đường tới chỗ đó nè, đi theo tôi. Trời ơi, ông điện thoại cho nó, ông kêu nó bật cái nè, mèo, lên. Hả? Đầu tiên bật cái này lên. À, cái gì vậy? Ủa, cái cung hả? Cái cung hả? Bật cái này vô. Wow, trời. Ủa sao ông đâu mà ông đem theo giáp kim cương vậy? Thì tôi có một bộ giáp kim cương à, tôi nhường cho mèo cái quần, cái chân, tôi lấy cái đầu với cái áo à. Ông cung. Quê. Ủa, tôi có cái kiếm kim cương cái nè, mà ông tự nhiên đưa tôi cái cung, mà không có cung thì tôi quên. Không phải cái cây cung đâu, có cây kiếm hai đầu á. Kiếm hai đầu. Ừ, à. Mạnh hơn kiếm kim cương luôn. Không, tôi thấy không khác kim cương hết trơn á. Không, nhưng mà nhìn nó đẹp hơn. Đẹp hơn, ok, chịu luôn. Đi nè, hướng này nè. Đi đâu hả? Đi lên trạm xe lửa vô, đi cứu Phát Bi với đâu. Đúng rồi ha. Hình như tôi nhớ là cái trạm xe lửa này sẽ dẫn tới công viên giờ phiêu lưu đúng không? Ừ. À, đây. Để tôi nhìn đường, tôi hình như hướng này chạy nè. Hướng nào? Hướng này nè. Hướng nào hết? Hướng này. Công viên giờ phiêu lưu. Rồi, để tôi đặt hai xe ra. Mèo ngồi xe sau, tôi ngồi xe trước. Rồi, chạy hướng thẳng á, đi thẳng lên. Đi. Ủa, đâu công viên đó đâu ta? Nhìn kỹ cái công viên nha. Rồi, tôi đang nhìn nè. Này là công viên cây kiếm. Công viên cây kiếm? Nào. Ừ, công viên cây kiếm là kia kìa, chạy hẳn. Giờ phải lên thiên đàng giải cứu Phát Bi. Giống mình đi lộn đường thôi. Khỏi thằng bất dạy Slenderman. Hết. Ê, mẹ ơi, nhìn bên kia kìa. Hả gì? Wow. Ừ, thấy rồi. Đó là thiên đàng của Slenderman á. Slenderman á. Mình cái chỗ này hết rồi. Đây, đúng rồi. Ê, công viên giờ phiêu lưu nè, phim kìa. Xuống. Ê, chưa mà, đi. Ở đó tao có tạm ngừng mà. Nè, xe nè, xe đó chạy lên. Trời ơi, ông rảnh vừa phải thôi, sao không xuống đi, đường này cho nó nhanh. Thôi xuống đi. Trời ơi là trời. Nè, đây có cái cây nè, không có cái cây. Trời không, té sắp mặt luôn. Ôi da, trời ơi. Ngu, ta kia đó là bằng ngu mà hãy hiện á mèo. Ông chạy xuống luôn đi hết, ông chạy xuống luôn đi, nè. Hơi. Tôi đợi ngay chỗ con phim này nè. Rẽ hết. Ok, tôi đang trên đầu mèo nè. Ông đâu? Trên đầu mèo á. Đâu? Nè. Đâu? Xuống đây, nhanh. Ngu rồi, xuống cho té gãy chân hả? Trời ơi. Xuống đây, lẹ lên, trời ơi, bắt. Đang em bắt mày hỏi lẹ. Rồi, để kiểm tra GPS đây. Phải quá, chụp hình cho tôi tắm đi phim coi, trời lâu rồi tôi chưa chụp. Trời, nó ra đi cứu nó mà mèo lại gì vậy. Chụp tôi tắm thì bà đang nỉ á, chụp tắm. Rồi, chụp này đó. Chi. Rồi, xong rồi. Okay. Đi. Cứu Phát Bi. À, kìa. Ồ, đúng luôn nha. Sao hiện đoạn này có cái đường lên ta nha. Ôi, đây có boss Slenderman kìa. Boss Slenderman. Ê, mèo đi vô nhà trắng tham quan tí xíu ra cứu Phát Bi sao nè. Chụp hình với tôi cái nhà trắng cái này đi cô. Đây gọi điện cho nó để gọi điện cho nó. Coi chuẩn bị cho nó nè. À. Tu. Alo Phát Bi hả?
Ê, về lẹ đi, sao không cứu Anh em? đang ở dưới thiên đàng nè Phạm Bi, anh đang ở dưới thiên đàng nè. Trời Mà ơi, mày chờ tụi anh xíu nha, để tụi anh đi tham quan nhà thờ Đức Bà với Nhà Trắng trời tí xíu anh lên cứu em. Trời ơi, rảnh quá vậy? Em đang ở trong tình trạng là ngàn cân treo sợi tóc mà Ủa đi đó đang chơi làm cà gì em giáo. trên đó vậy? Đang làm gì em vậy? Trời ơi, em không biết nữa, tị nó bẹt kháng, nó giơ hai tay lên, nó không biết làm gì. Trời, nó bẹt kháng lên đó luôn hả? Ghê vậy? Ê, thằng Slenderman này hình như nó nó đang đang tính tập làm vũ gì Bắc Bi nè. Đang tập vũ mà lê hả? Bố nó đang cứu lẹ mà tôi thấy có thằng Slenderman nó không có ý ê, định ê, tập vũ chụp, mà lê chụp hình luôn thiên nè. Đàng, chụp hình thiên đàng Thôi chụp hình cái, chụp hình cái. Đứng đứng dưới thiên đàng kiểu như không, là đây là giống không, đó như là tôi chụp trong tấm nè, chụp vậy nè. Chưa chưa. Từ 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 từ. Tại tôi về sao là về sao là quá. Để, Trước để khi đi cứu Bắc tôi Bi vẫy tay tôi xin chào mọi người cái. Mình phải chụp lại tấm hình kiểu như làm kỷ niệm cho tao biết nha. Phải quá, anh chụp vậy luôn nha. À, nè, nè. Chụp đi, chụp đi, chụp đi. Chưa, chụp vậy nha. Một, hai, ba, xong. Ok, xong. Được rồi, tắm rồi. Đẹp quá, đẹp đi trai, ra, đi, đi, ra, lên, đi, đi ra, lên, đi đi ra. Lên. Ê, ê, alo, Phật Bi, em còn đó không, Phật Bi? Alo, alo. Lẹ đi, trời ơi. Ừ, tôi tưởng là tắt sóng điện thoại rồi. Ê, mèo, 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 quăng điện thoại nước cho Phật Bi gọi lại, không được, chơi. Đi, Sao đi, ác đi. Vậy thôi vậy Ôi trời ơi, tôi nhớ. Thôi, mày hút. Hả? Ông có nhớ cái tập mà tôi với ông nằm mơ đó thì đi lên thiên đàng gặp cái con mẹ gì mà nó giống Phật Bi mà nó không phải Phật Bi á, biết không? Nhớ, nhớ, cái đó là hình như chị của Phật Bi hay gì á. Ờ, đúng rồi, tôi nhớ cũng đi giống vậy nè, trời ơi. Ai, thằng Lady Man nó vẫy tay, nó xin chào mình kìa. Này. Lên tới đây mà thấy Slenderman này nó bự lắm luôn á. Kệ nó. Ôi ghê quá vậy. Thằng này là thằng mất dạy ăn cắp đồ mà cái gì đó, ăn cắp clip đó lộn, ăn cắp tùm lum hết mà. Đó là cái thằng gì ta, cái đó là cái người gì vậy? Cái... Người, người khốn nạn. Đó là cái đồ đáng ghét, cái đồ ăn cắp puppy của mình. Ăn cắp puppy của mình. Thì trèo lên, lại lên. Tôi mệt quá, ngồi nghỉ mệt tí xíu đi. Thở rồi, xíu cái. Trời ơi mệt quá bạn ơi. Wow. Rồi đi lên đây muốn gãy chân luôn á, để mình lên mình đập thằng mất dạy này cái. Ê, mất dạy. Chào tôi chứ. Gì vậy? Ê, nó cười tôi kìa. Nó cười vậy ghê quá mày. Mày cười vậy BD vậy. Ê, Slenderman BD. À, nó xuống tôi. Nó xuống tôi. Mèo của em ơi. Phát Bi nó lại. Em đây nè. Ai Phát Bi? Phát Bi ơi. Phát Bi ơi. Cái nước nào của em? Ê, nè, con gạt nè. Ê, nó xuống tôi. Gạt kìa. Không, em chứ con chó nè. Anh hỏi con gạt kìa. Chạy. Chó hay là nó không chạy. Con chó nó bị ngơ con đi. Bắt nó. Chó cắn nó kìa. Chạy xuống mọi người, chạy xuống đi. Chạy mèo đi xuống đây. Xuống đây. Ủa, nó đâu vậy? Nó không có được heo đâu. Nó không rời khỏi. Hình như chó cắn chết nó rồi. Hả? Thiệt hả? Trời, gió thù hằn nó bắt gió tối ngày luôn á. Không biết nữa, nó biến mất rồi. Ủa, gì kìa? Ủa, nó mất tiêu rồi. Hả? Ôi, cái gì? Mới hay bóng dáng nó lướt qua nữa. À, đâu, nó đang đâu? Đâu? Đứng dây lưng lại ở nhà để coi cái chừng nó hiện ra nó đập chết rồi nè. Ủa, coi chừng á. Ôi. Thằng này y như nó. Thôi, mà tại sao em bị nó bắt lên đây vậy Phát Bi? Ờ, đúng rồi, sao vậy? Ôi, em tại em đang ở nhà ha, cái tự nhiên là bắt chó xong cái em đi cứu chó. Xong em quanh về làng cái cái tự nhiên cái nó đâu cái xuất hiện bắt em lên đây luôn. Ôi ghê quá à. Ôi cẩn thận á, coi chừng tập sau là nó bắt ba đứa mình luôn á. Ê không được. Ờ đúng rồi. Chạy về đi, mới thôi nó làm gì nữa hả? Tôi cho sợ mẹ. Quá không biết lần sau nó bắt mình xuống đâu, tham lên lần sau nó bắt mình xuống địa ngục á. Chờ nó về mình giết nó luôn đi, để chi nó bắt mình vậy? Mình nó biết mất tiêu, nó đi trốn rồi, nó mất dạy lắm. Thằng này nó trốn rồi. Đúng thiệt luôn á ta. Thật giờ nhục nhã cho thằng Lenderman này. Nó đúng là Lenderman luôn, đụng nó là nó biết mất tiêu à. Nó trốn, nó đúng là thằng này thằng nhục nhã mà con. Ê, từ nay mình sẽ đặt Lenderman là loại gì biết người vậy không? Người nhục nhã. Người nhục nhã. Tiếng Việt của Slenderman ra là người nhục nhã. Ok. Đúng rồi. Thì lần này người nhục nhã đã trốn rồi mấy bạn ơi. Để tập sau mình với mèo với Phát Bi sẽ đi tiêu diệt người nhục nhã. Đến đi. Ê, lần sau mình đi kiếm nguyên cái nhà của loài người nhục nhã mình diệt hết lượt mọi người. Vậy đi mình lại. Ờ đúng rồi. Lại tận ổ luôn đi chứ đâu cần phải đi nhập. Hai đồng vậy đi. Cho ai ra là bộ nhữ cho nó bắt đi rồi mình đi lợi nhà nó. Hey, Phát Bi. Anh biết lấy mèo nó bị BD á Phát Bi. Em bữa nào em bận bikini nữ ơi. Anh giúp em phải BD đâu. Em bận em giả bộ thôi. Anh giục em ra ngoài bờ hồ á, kiểu gì nó bị BD cũng bắt em lần nữa à. Ờ chứ con chó em nữa. Lại thích em rồi sao? Không. Nó đã thích em chứ con chó của em rồi, nó sẽ bắt em lần nữa. Ừ đúng rồi. Thôi, nó thích chó của em á, tại em cản. Vậy em bữa nào cho con chó của em bận đồ bikini đi rồi để cho nó bắt con chó của em là anh với em gắn định vị vô chó đó. Cái mình sẽ xuống tới dưới đặng mình diệt cái loài người nhục nhã này. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Slenderman đúng là cái thằng nhã mà đúng rồi mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, thôi kệ đi. Giờ mình về đi chó. Ôi, mày chuẩn bị có trọng trách lớn nhất cuộc đời mày rồi đó chó ơi. Mày chuẩn bị được bận bikini rồi đó chó. Ok tội nghiệp chó quá. Thôi đi nè mọi người, bye bye mọi người nha. Ok bye bye mọi người đi. Nha. Sao mình sẽ tìm tận thang ổ luôn, mình giết nó luôn. Bye bye. Mình sẽ bắt được loài người nhục nhã này.